Vợ bầu mang thai 5 tháng kể lại giây phút cầm dựa bảo vệ chồng khi bị trộm tấn công. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tên trộm táo tợn đuổi đánh ngược cả gia chủ khi bị phát hiện hành tung đã nhận về rất nhiều bình luận của dân mạng. Theo những gì được video ghi nhận, hai vợ chồng chủ nhà và bọn trộm đã có một màn sáp lá cả khá gay cấn, mà người chiếm thế thượng phong lại là nữ chủ nhà. Hai tên trộm này đã nhân lúc không ai để ý, cắt cửa sắt vào sân của một ngôi nhà ở xã Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước để trộm xe. Tuy nhiên, do cánh cổng khá nặng nên sau khi bị cạy, một bên cổng đã đổ xuống sân gây lên một tiếng động khá lớn. Sau tiếng động vẫn không thấy có người, một trong hai tên trộm quyết định vào sân và tiến hành bẻ khóa cổ chiếc xe máy đang dựng trong sân. Tên trộm còn lại thì đứng ngoài cổng sẵn sàng cho đường rút. Tiếp theo, một tên tiến vào bên trong và leo lên chiếc xe máy Suzuki Sachia định phóng đi. Lúc này, nam chủ nhà, người chồng, phát hiện thì nhanh chân chạy từ trong nhà ra sân. Tuy nhiên, tên trộm không hề sợ hãi mà dùng dao, bình xịt hơi cay để chống trả khiến người chồng phải chạy ngược vào nhà. Thấy chồng yếu thế, người vợ từ trong nhà xông ra, tay vác dựa, bụng vác con, nhảy qua ba bậc thềm miệng chi hô cướp, cướp. Sau đó lao luôn vào lòng địch để giải cứu chồng tên trộm sau đó đã bỏ chạy thoát thân. Sự việc chưa gây mất mát cho gia chủ, không chỉ hãi hùng trước sự manh động và táo tợn của kẻ trộm. Được biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, người vợ đang mang bầu 5 tháng. Phạm Thị Quỳnh mẹ bầu xuất hiện trong clip kể lại, hôm đó khoảng 1 giờ 40 phút chiều, vợ chồng đang thiêu thiêu ngủ. Trong nhà cao tầng có cách âm, đóng cửa sẽ không nghe thấy. Với lại có ông anh trai hay để nhờ xe ba gác để chờ cám. Buổi trưa anh hay mở cửa để lấy xe đi chờ cám. Mọi lần nghe cửa kêu vợ chồng mình cũng mở cam lên, nay cũng nghĩ ảnh lấy xe chờ cám thôi. Khi cửa đổ, mình mới giật mình rồi mở cam. Chồng mình chạy ra trước mà lúc đó cuống với không có thời gian chuẩn bị nên lao ra bắt tay không. Lúc đó, chồng mình chạy ra bắt quật ngã được rồi mà tụi nó có đá với dao nên tấn công ngược trở lại. Lúc đó, mình mới từ trong nhà mang dựa ra cho chồng mà không kịp. Sau đó tụi nó chạy mất. Quỳnh cho biết thêm, lúc phát hiện có trộm và thấy chồng bị tấn công, cô cũng quên mất mình đang mang bầu. Sau vụ trộm tấn công, gia đình tiến hành sửa chữa lại cổng sắt. Hiện mẹ bầu sức khỏe ổn định. Vụ việc cho thấy sự manh động và táo tợn của bọn cướp khi có mang theo vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Ông bà ta có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Từ xưa đến nay, người phụ nữ Việt Nam đã được ưu ái tặng cho 4 chữ nữ trung hào kiệt. Đây cũng là đức tính của nhiều cô gái mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Bằng chứng là, ở thời điểm hiện tại, số lượng những người vợ làm nóc nhà đang ngày càng trở nên vượt trội hơn. Và dù thời chiến hay thời bình, các nữ tướng vẫn sẵn sàng cầm đao ra trận. Sự việc trên càng minh chứng rõ điều này. Đoạn video đã khiến các cư dân mạng vừa nể vừa không thể nhịn cười. Nhiều người đùa rằng, may mà cô gái này đang có bầu. Nếu không hẳn hai tên trộm kia không còn cửa để mà chạy thoát. Nhiều người khác thì tò mò về cuộc sống vợ chồng của cả hai. Một số cư dân mạng khác thì cho rằng anh chồng này phải may mắn lắm mới tìm được một người vợ vừa dũng cảm. Thế này thì anh chàng ra đường không lo bị ai bắt nạt nữa rồi. Rất nhiều lời khen có cánh đã dành cho chị vợ. Ai cũng khen chị dũng cảm, biết bảo vệ chồng dù đang mang thai. Quá kinh khủng, nhà cửa kiên cố thế mà trộm vẫn vào được. Còn mang theo cả vũ khí sẵn sàng chống trả. Quá manh động, nếu là mình, có thể mình sẽ chọn cách để chúng nó lấy đi tài sản chứ không dám chống trả gì đâu. Những tên này như kiểu đường cùng rồi, gì cũng dám làm. Hoan nghênh tinh thần của chị vợ và cũng cảm giác là trộm giờ quá táo tợn. Các ông thấy tác dụng của lấy vợ chưa? Trộm đến nhà đàn bà chửa cũng đánh. Đỉnh quá chị ơi, thời buổi loạn rồi, trộm giữa ban ngày là có thật. Hiện tại, vụ việc này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.